Dạ, bây giờ chúng tôi gửi cho quý khán giả một cái bản tin cho thấy rằng là cái cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Nga hơn một tiếng đồng hồ về cái vấn đề Ukraine, cũng không biết được rằng cái vấn đề này nó sẽ đưa ra như thế nào. Khi mà có một cái cuộc điện đàm được diễn ra vào ngày thứ Bảy vừa rồi, và hiện tại thì cả thế giới rất là quan tâm về cái vấn đề Ukraine khi mà luôn lên tiếng nói rằng là Nga đưa quân đến đó để mà có thể gây ra một cái cuộc chiến bất cứ lúc nào. Thì cái cuộc điện đàm kéo dài chính xác là khoảng 62 phút, nhưng mà cũng không có làm thay đổi được điều gì cơ bản trong cái vấn đề mà đã xảy ra trong những tuần nay, chưa thay đổi được hiện tại. Thì Tổng thống Joe Biden cũng đã có một cái cuộc điện đàm và nói rõ trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cái vấn đề xâm lăng Ukraine sẽ gây ra một cái sự mất mát lớn lao cũng như cái sự đau khổ cho những người dân và những cái quốc gia phương Tây, là họ đang mong muốn có một cái mối quan hệ ngoại giao để chấm dứt cái cuộc khủng hoảng này, nhưng mà cũng có những một cái sự chuẩn bị khác để mà nhằm có những cái tình huống nào đã sẽ xảy ra trong thời gian tới. Và Tổng thống Joe Biden cũng đã lên tiếng nói rằng là Hoa Kỳ cũng như là các nước đồng minh sẽ phải đáp trả quyết liệt và mạnh mẽ cũng như nhanh chóng và gây ra những cái thiệt hại trầm trọng nếu như mà Nga vẫn quyết định tấn công Ukraine. Thì thông cáo báo chí của Tòa Úc đưa ra cho thấy rằng là Tổng thống về cái quan điểm của ông rất là rõ ràng với lại Tổng thống Nga. Nhưng mà Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục muốn có những cái giải pháp ngoại giao với lại cái sự phối hợp hoàn toàn của những cái đồng minh và các quốc gia đối tác khác, thì đồng thời để sẵn chuẩn bị luôn những cái tình huống xảy ra. Và trước khi có cuộc điện đàm với lại Tổng thống Joe Biden thì Tổng thống Nga cũng đã có một cái cuộc gọi điện đàm trước đó với Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron. À, để mà những cái nguồn tin này cũng vẫn chưa cho thấy rằng là không có nhiều tiến triển sau cái cuộc họp giữa Pháp với lại Nga cũng như là Hoa Kỳ với lại Nga. Thì cũng chưa biết là cái sự việc nó sẽ diễn tiến như thế nào sau những cái cuộc đàm phán như thế này, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị trong vài ngày nữa.